Háo hức đến trường sau gần 10 tháng ở nhà, ghi nhận tại trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Ngôi Sao Hà Nội. Dù mưa lạnh nhưng ngay từ đầu giờ sáng, phần lớn các em học sinh đều có mặt từ rất sớm. Vì đã được hướng dẫn khai báo y tế từ trước đó nên sau khi được đo thân nhiệt, khử khuẩn, các em học sinh được các thầy cô giáo hướng dẫn đi theo đúng phân luồng để vào lớp. Và đặc biệt đây là lần đầu tiên các con đến trường trong năm học 2021-2022, vì việc cơ sở vật chất cũng như phòng học của các con thì cũng được hướng dẫn các con trước khi mà các con đến trường để các con không còn phải bỡ ngỡ trong cái việc mà sắp xếp phòng học cũng như là biết rằng vị trí lớp học của mình ở đâu. Ngày đầu tiên quay trở lại trường, đặc biệt là sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, để tạo hứng khởi cho các em học sinh, thầy cô giáo cũng bắt đầu buổi học bằng những hoạt động phát lì xì may mắn hay viết thông điệp cho năm học mới. Được đến lớp, được gặp các bạn, niềm vui của các em học sinh lại được tiếp thêm thông qua những hoạt động sinh hoạt lớp sôi nổi. Lúc đầu thì thấy hơi hồi hộp, lo lắng một tí ạ. Nhưng mà sau khi gặp thầy cô với các bạn thì cũng vui đỡ hơn ạ. Thực ra không phải chỉ các con mà các thầy cô cũng rất là háo hức, rất là mong muốn các con đi học trực tiếp tại trường để có thể là việc dạy và học đảm bảo được chất lượng tốt hơn, và đồng thời là để các con, cái việc quay trở lại của các con không bị ngại sau một thời gian các con đã nghỉ rất là dài. Ghi nhận trong sáng nay, vẫn còn một số học sinh phải học trực tuyến do liên quan đến dịch bệnh. Được biết, hiện hơn 90% học sinh của ngôi trường này đã hoàn thành 2 mũi tiêm phòng COVID-19. Cùng việc tăng cường các biện pháp phòng dịch tại trường, thầy cô giáo và học sinh cũng đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả dạy và học trong thời gian tới. Thành phố Hà Nội dự kiến cho học sinh lớp 1 đến lớp 6 thuộc 12 quận nội thành trở lại trường vào ngày 21 tháng 2 tới. Đây là nhóm học sinh cuối cùng thuộc cấp tiểu học và trung học cơ sở tại Hà Nội trở lại trường học trực tiếp. Với học sinh từ lớp 1 đến lớp 6, Ủy ban Nhân dân thành phố thống nhất chủ trương bước 1 sẽ cho học sinh tại 18 huyện, thị xã đi học trực tiếp từ ngày 10 tháng 2. Sau khi thành phố đánh giá sơ bộ, nếu đảm bảo an toàn sẽ tiếp tục cho học sinh tại các quận nội thành đến trường. Tuy vậy, các trường vẫn chỉ được dạy học một buổi một ngày, đảm bảo giãn cách, không tổ chức ăn bán trú và hoạt động căng tin. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cũng yêu cầu các trường phải có kịch bản xử trí khi có F0 trong quá trình học sinh quay lại trường học trực tiếp, đồng thời có phương án kết hợp giữa dạy học trực tiếp và trực tuyến.